Hello anh em nha, em mới về một xe Vios rất là đẹp anh chị, màu trắng. Nhưng mà nó đẹp không mà Audi. Audi thì đang xả lỗ cho anh em mình luôn, anh em nào lấy thì để cho anh em mình luôn. 2014. Đang xả lỗ cho anh em mình là 409. 2014 động cơ máy siêu tiết kiệm hơn Vios nha. Số tự động 100 cây 6 lít xăng. Còn Vios này tầm khoảng 6 lít rưỡi nha. Đây là Vios đời 2014. Ở nhầm 2016 anh chị, đăng ký lăn bánh 27, ghế nỉ rin. Quay một vòng cho anh em mình xem nha. Đó, đẹp không anh em? Nhìn Audi với con Vios khác nhau một trời một vực đúng không? Xe mới chiếc thì 1.8 tỷ, xe mới chiếc thì có 500 mấy. Đó thì đây là đâu? Ngày xưa xe số sàn này ghe giấy luôn 500 mấy, đúng rồi. Ghe giấy 500 mấy gần 600, nhưng mà bị mẫu cái mẫu 2023 bây giờ thì rẻ hơn. Mẫu ngày xưa, mẫu 2016 17 này ngày xưa ghe giấy 500 mấy gần 600 á anh em. Bản e xịn gia đình không một lỗi nhỏ, ghế nỉ rin. Xe chạy mới có 100.000 chưa đến là đâu đem cầu km đây chưa coi nữa. Viên nguyên xe anh chị, nguyên dàn ghế nỉ rất là đẹp, để cho anh em mình xe này 310 triệu bao xài bao chạy nha. Đúng gia đình, có taxi dịch vụ tặng chiếc xe này cho anh em mình luôn, không bán nha. Chạy nhiêu ngàn rồi mập? 93.000. Sàn anh em nhìn cái sàn nhìn típ ly típ lô nữa nè, anh chị nhìn nè. Nó đẹp, đừng nói tới luôn. Đừng có nói tới nữa anh chị, quá đẹp luôn, túi khí nè. Anh em nhìn cái dàn nút nè, dàn củ số nè. Vô lăng nè. Trời ơi, nó đẹp. Chạy 93.000 anh em nha, xe không lỗi, màn hình đồ chơi mặt dưỡng đầy đủ luôn. Camera hành trình luôn. Rồi anh em nào quan tâm mẫu này thì liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 và 0834 33 3371 nha. Màn hình này có xài được cái sim luôn thì phải. Đẹp lắm anh em nha. Đó, ghế nỉ lại khoái rồi không. Anh em quan tâm thì liên hệ cho em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn từ thành Bến Tre. Em cảm ơn nhiều anh em ơi.